Mến chào các bạn nhỏ thân thương của cô, kính chào quý bậc phụ huynh, quý thầy cô giáo đang theo dõi kênh dạy học trên truyền hình của Sở Giáo dục Đào tạo tỉnh Thừa Thiên Huế. Cô là Nguyễn Thị Nhớ, hiện đang công tác tại trường Tiểu học Phú Mỹ 2, huyện Phú Vang. Cô rất vui khi hôm nay lại tiếp tục được đồng hành cùng các em trong tiết học môn toán lớp 2. Như thường lệ, để tiết học diễn ra có hiệu quả, các em cần xem mình đã chuẩn bị đầy đủ đồ dùng học tập chưa nhé. Tiết học hôm nay chúng mình cần có vở ghi bài, vở nháp, bút, thước, bộ thực hành toán lớp 2. Cô hy vọng rằng dưới sự hướng dẫn của cô và đồng hành của ba mẹ các em sẽ giúp các em có được một tiết học đầy thú vị và bổ ích. Các em đã sẵn sàng chưa nào? Bây giờ cô trò chúng mình sẽ cùng nhau khởi động. Hôm nay cô có một cao độ muốn gửi đến các em. Chúng mình hãy chăm chú lắng nghe và trả lời thật nhanh cho bố mẹ nghe đáp án của câu đố này là gì nhé. Không mắt, không tai, không mũi, hễ đâu có mặt ai ai cũng nhìn, chẳng nói mà ai cũng tin, sáng, chiều, sớm, muộn, cứ nhìn biết ngay, đố các em là cái gì? À, chắc chắn rồi, các em thật giỏi. Đây chính là chiếc đồng hồ. Các em có biết, trong cuộc sống thường ngày, chiếc đồng hồ giúp chúng mình làm điều gì không? À, chiếc đồng hồ giúp chúng ta xem giờ để sắp xếp thời gian đấy các em. Chiếc đồng hồ giúp chúng ta xem giờ để đi đến trường, giúp ba mẹ mình xem giờ để đi làm, và còn rất nhiều việc khác nữa. Và các em biết không, quỹ thời gian của mỗi người đều như nhau, nhưng mỗi người lại có những thành công khác nhau là do biết tận dụng thời gian và biết quý trọng thời gian đấy các em. Vậy chúng mình hãy biết tận dụng thời gian để làm những việc mình thích nhé. Để hiểu rõ hơn về thời gian, hôm nay cô trò chúng mình sẽ tìm hiểu qua nội dung kiến thức bài học mới, bài 67 ngày giờ. Ở bài này được học trong 2 tiết. Trong buổi hôm nay, cô sẽ hướng dẫn chúng mình tiết 1. Tiết học này sẽ giúp các em nhận biết đơn vị đo thời gian ngày giờ, nhận biết một ngày có 24 giờ được tính từ 12 giờ đêm hôm trước đến 12 giờ đêm hôm sau. Tiếp đến sẽ giúp các em biết các buổi và tên gọi các giờ tương ứng các buổi trong một ngày, đồng thời thực hành xem giờ đúng trên đồng hồ, đọc được giờ lớn hơn 12 giờ. Ngoài ra còn giúp các em có ý thức sử dụng thời gian hợp lý cho các hoạt động học tập, sinh hoạt thường ngày. Qua đó sẽ giúp chúng mình phát triển các năng lực toán học. Bây giờ, các em hãy nói cho bố mẹ và người thân cùng nghe. Buổi sáng, em thức dậy vào lúc nào? Em đến trường lúc mấy giờ? Buổi trưa, em ăn cơm lúc mấy giờ? Và em tan học lúc mấy giờ? Cô nghĩ rằng các bạn nhỏ của cô đều nói được lịch trình mỗi ngày của mình, đúng không nào? Bây giờ, cô mời các em lắng nghe bạn Tiến giới thiệu về thời gian gắn với những hoạt động thường ngày của bạn ấy nhé. Vào buổi sáng, mình thức dậy lúc 6 giờ, sau đó mình vệ sinh cá nhân, ăn sáng rồi mình đến trường lúc 7 giờ, buổi trưa mình ăn cơm lúc 11 giờ. Buổi chiều, mình đang học lớp 4 giờ chiều. Như vậy là các em vừa được nghe bạn Tiến giới thiệu về thời gian gắn với những hoạt động thường ngày của bạn ấy. Bây giờ, chúng mình hãy cùng quan sát bức tranh và nói cho bố mẹ biết tranh vẽ gì. À, ở đây chúng mình thấy có bản Việt, bản Mai và kèm theo là một bảng tin của trường học. Vậy bạn Việt đang đặt câu hỏi gì cho bạn Mai? À, sau khi đọc những thông tin được ghi tên bảng tin của trường, bạn Việt thắc mắc. 14 giờ là mấy giờ chiều? Quan sát ở đây chúng mình thấy bảng tin này đang nói về lịch thi đấu ngày hội thể thao toàn trường. Chúng mình chú ý vào thời gian xảy ra các trận đấu thì thấy có các giờ như sau: 8 giờ bóng rổ, 10 giờ cờ vua, 14 giờ cầu lông, 16 giờ bóng đá,
Và hai bạn chưa biết được rằng 14 giờ là bao nhiêu giờ chiều hay 16 giờ là bao nhiêu giờ chiều. Những ký hiệu này có ý nghĩa gì về thời gian thì bài học ngày hôm nay cô trò chúng mình sẽ cùng nhau khám phá kiến thức mới để biết được 14 giờ hay 16 giờ được gọi là bao nhiêu giờ chiều. Bây giờ có những câu hỏi được đặt ra cho chúng ta. Một ngày có bao nhiêu giờ? Từ giờ nào đến giờ nào? Em có biết các buổi trong một ngày? Để trả lời những câu hỏi đặt ra, cô mời các em quan sát chiếc đồng hồ và nói cho bố mẹ biết em quan sát được những gì. Ở lớp 1, chúng mình đã biết về chiếc đồng hồ rồi đúng không nào? Quan sát chiếc đồng hồ ở đây, các em có thể trả lời được rằng ta quan sát được những con số. Vậy ở trên mặt đồng hồ gồm có bao nhiêu số? Đó là những số nào? À, đúng là như thế. Trên mặt đồng hồ có 12 số, từ số 1 đến số 12. Các số này dùng để chỉ giờ và có những chiếc kim. Đây là mô hình đồng hồ hai kim nên có kim ngắn và kim dài. Kim ngắn chỉ giờ, còn kim dài chỉ phút. Vậy các em hãy tiếp tục quan sát chiếc đồng hồ và trả lời câu hỏi của bạn nữ. Đồng hồ chỉ mấy giờ? Các em có câu trả lời là gì nào? Nếu như bạn nào trả lời giống bạn nam. Đồng hồ chỉ 8 giờ. À, thì cô khen các em thật giỏi. Chúng mình thấy rằng kim ngắn đang chỉ vào số 8, kim dài chỉ vào số 12. Thì đây là chỉ số giờ đúng. Như vậy ta thấy được đồng hồ chỉ vào 8 giờ. Và bạn nữ có một câu hỏi khác đặt ra. Từ lúc 7 giờ đến bây giờ chúng ta đã làm những việc gì? Các em xem bạn nam trả lời như thế nào nhé. 7 giờ chúng mình tới trường, sau đó xếp hàng vào lớp. Và bạn nữ đã bổ sung thêm là chúng mình học nốt tiếng Việt, đến bây giờ là 8 giờ. Vậy là từ 7 giờ bạn đến trường, sau đó học xong môn tiếng Việt là 8 giờ. Vậy thì thời gian từ 7 giờ đến 8 giờ là mấy giờ hay còn gọi là mấy tiếng? Đúng là như thế, thời gian từ 7 giờ đến 8 giờ là 1 giờ hay còn gọi là 1 tiếng. Vậy giờ là gì? À, giờ là một đơn vị đo thời gian. Chúng mình nhắc lại nhé. Vậy một ngày có bao nhiêu giờ và có bao nhiêu buổi? Các giờ đó được chia vào các buổi như thế nào? À, có bạn trả lời được rằng một ngày có 24 giờ. Có thể là do chúng ta nghe bố mẹ chúng ta nói đúng không nào? Vậy 24 giờ này được tính như thế nào? Và tại sao trên mặt đồng hồ chỉ có từ số 1 đến số 12 thôi mà không phải là số 24? Để giải đáp thắc mắc này, các em cùng chú ý. Chúng mình chú ý lên chiếc đồng hồ này và biết được rằng trên mặt đồng hồ chỉ có từ số 1 đến số 12. Ở đây chúng mình thấy là bắt đầu từ 12 giờ đêm hôm trước, quay một vòng sẽ được đến 12 giờ trưa hôm sau. Ta tiếp tục quay thêm một vòng nữa sẽ đến 12 giờ đêm hôm sau. Vậy để biết thời gian từ 12 giờ đêm hôm trước đến 12 giờ đêm hôm sau cách nhau bao nhiêu giờ thì chúng mình sẽ lấy hai số 12 cộng lại, phải không các em? Hai số 12 cộng lại sẽ bằng 24 giờ. Như vậy chúng ta thấy là thời gian một ngày bắt đầu từ 12 giờ đêm hôm trước đến 12 giờ đêm hôm sau là cách nhau 24 giờ. Đây là kiến thức vô cùng quan trọng nên các em cần phải nhớ. Một ngày bằng 24 giờ. 24 giờ trong một ngày được tính từ 12 giờ đêm hôm trước đến 12 giờ đêm hôm sau. Hãy cùng nhắc lại thông tin này một lần nữa cho bố mẹ cùng nghe. Một ngày bằng 24 giờ. 24 giờ trong một ngày được tính từ 12 giờ đêm hôm trước đến 12 giờ đêm hôm sau. Vậy 24 giờ này được chia vào bao nhiêu buổi? Các em cùng chú ý.
Chúng mình thấy là một ngày, ban ngày trời sẽ sáng, còn ban đêm trời sẽ tối. Ở đây chúng mình quan sát chiếc đồng hồ của cô. Đồng hồ đang chỉ mấy giờ các em? À, đồng hồ đang chỉ 7 giờ sáng. Vậy chúng mình thường làm gì vào 7 giờ sáng nhỉ? À, chúng mình đến trường lúc 7 giờ sáng. Tiếp theo, đồng hồ này đang chỉ vào mấy giờ? Đúng rồi, đồng hồ này đang chỉ vào 11 giờ trưa. Vậy thì 11 giờ trưa chúng mình làm những gì? À, đây là thời gian chúng mình nghỉ ngơi và ăn trưa. Tiếp tục, đồng hồ chỉ 5 giờ chiều. Theo lịch trình của các em, 5 giờ chiều chúng mình thường làm gì nào? À, đây là thời gian sau buổi học. Có bạn thì đi chơi, có bạn xem tivi, có bạn thì đi đá bóng. Ở đây cô có hình ảnh minh họa các bạn đang đi đá bóng. Tiếp đến là đồng hồ chỉ bao nhiêu giờ nào? Đúng rồi, đồng hồ chỉ 8 giờ tối. Vào 8 giờ tối chúng mình thường làm gì? À, chắc chắn rằng các bạn nhỏ của cô sẽ chăm chỉ học bài vào khoảng thời gian này. Và cuối cùng là đồng hồ chỉ 10 giờ đêm. Lúc này là thời gian để chúng mình đi ngủ chuẩn bị cho ngày mới bắt đầu vào hôm sau. Như vậy vừa rồi, qua hình ảnh đồng hồ và các bức tranh vừa rồi, các em hãy nói cho bố mẹ và người thân cùng nghe một ngày được chia làm bao nhiêu buổi, đó là những buổi nào? Rất chính xác, một ngày được chia làm 5 buổi, sáng, trưa, chiều, tối và đêm. Hãy nhắc lại một lần nữa để nắm chắc kiến thức hơn. Một ngày có 5 buổi, sáng, trưa, chiều, tối và đêm. Bây giờ chúng ta sẽ kể tên các giờ trong ngày. Đây là chiếc đồng hồ quen thuộc mà chúng ta thường nhìn mỗi ngày đúng không nào? Trên mặt đồng hồ, mỗi vạch dài thể hiện một giờ. Và như chúng ta đã biết, 24 giờ trong một ngày được tính từ 12 giờ đêm hôm trước đến 12 giờ đêm hôm sau. Vậy chúng ta sẽ bắt đầu tính tiếp theo từ 12 giờ đêm hôm trước nhé các em. Vạch thứ nhất, số 1 là 1 giờ sáng. Vạch thứ hai, số 2 là 2 giờ sáng. Tương tự như thế, ta có 3 giờ sáng, 4 giờ sáng, 5 giờ sáng, 6 giờ sáng, 7 giờ sáng, 8 giờ sáng, 9 giờ sáng, 10 giờ sáng đến 11 giờ trưa, 12 giờ trưa. Vậy ở mô hình đồng hồ thứ nhất, khi kim ngắn quay một vòng đồng hồ, chúng ta có các buổi nào? À, chúng ta dễ dàng thấy ngay, ta có được buổi sáng và buổi trưa. Tiếp tục đến với vòng quay thứ hai. Quan sát chúng mình thấy, ở mô hình đồng hồ thứ nhất, chúng ta đếm được đến 12 giờ trưa. Bây giờ chúng ta sẽ tiếp tục. Có hai cách nói giờ. Một là chúng mình sẽ nói 1 giờ chiều. Hai là chúng ta sẽ đếm tiếp luôn. 12 giờ rồi đến 13 giờ. Như vậy chúng mình thấy rằng, ở vòng quay thứ hai, sau 12 giờ trưa sẽ đến 1 giờ chiều, tương ứng là 13 giờ. Và có một điều mà cô cần lưu ý với chúng ta. Khi chúng ta quay lại 1 giờ thì phải kèm theo buổi để phân biệt 1 giờ chiều hay 1 giờ sáng. Còn nếu chúng ta đếm tiếp theo 12 giờ đến 13 giờ thì không cần kèm theo buổi nhé các em. Tương tự như thế, chúng mình có 2 giờ chiều là 14 giờ, 3 giờ chiều là 15 giờ, 4 giờ chiều chính là 16 giờ, 5 giờ chiều là 17 giờ, 6 giờ chiều là 18 giờ, 7 giờ tối là 19 giờ, 8 giờ tối là 20 giờ, 9 giờ tối là 21 giờ, 10 giờ đêm là 22 giờ, 11 giờ đêm là 23 giờ, và cuối cùng kết thúc trong ngày đó là 12 giờ đêm, chính là 24 giờ. Vậy là ở mô hình đồng hồ thứ hai, ta quan sát được có bao nhiêu buổi? Hãy nói cho bố mẹ con nghe nào. À, chính xác, chúng ta có buổi chiều, buổi tối và buổi đêm. Như chúng ta đã biết, một ngày có 24 giờ.
24 giờ trong một ngày được tính từ 12 giờ đêm hôm trước đến 12 giờ đêm hôm sau. Vậy trong mỗi buổi sẽ có bao nhiêu giờ? Các em cùng chú ý. Buổi sáng là buổi đầu tiên trong ngày. Buổi sáng, ông mặt trời tỏa những tia nắng vàng dịu xuống mặt đất. Chúng ta có từ 1 giờ sáng, 2 giờ sáng, 3 giờ sáng cho đến 10 giờ sáng. Sau buổi sáng sẽ là buổi trưa. Buổi trưa, ông mặt trời chiếu những tia nắng chói chang xuống mặt đất. Ta có 11 giờ trưa, 12 giờ trưa. Tiếp tục đến buổi chiều. Đây là khoảng thời gian chúng ta trở về với bố mẹ sau một ngày học tập và nghỉ ngơi ở trường. Chúng ta có 1 giờ chiều đến 6 giờ chiều, tương ứng là 13 giờ đến 18 giờ. Tiếp đến là buổi tối, bắt đầu từ 7 giờ tối đến 9 giờ tối, tương ứng là 19 giờ đến 21 giờ. Và kết thúc trong ngày đó là buổi đêm, bắt đầu từ 10 giờ đêm, chính là 22 giờ đến 12 giờ đêm là 24 giờ. Như vậy, một ngày bao gồm 24 giờ, từ 1 giờ sáng cho đến 12 giờ đêm. 24 giờ này được chia theo tên gọi của mỗi buổi. Vậy làm thế nào để chúng ta có thể chuyển đổi được hai cách gọi này? Các em để ý. 1 giờ chiều bằng 13 giờ. 7 giờ tối chính là 19 giờ. 11 giờ đêm chính là 23 giờ. Phía bên này là giờ theo hệ 12. Còn phía bên này là giờ theo hệ 24. Chúng ta thấy rằng giờ theo hệ 12 sẽ kém giờ theo hệ 24 là bao nhiêu giờ? Đúng là như thế, giờ theo hệ 12 sẽ kém giờ theo hệ 24 là 12 giờ. Dựa vào đây, chúng ta có thể chuyển đổi như sau. 15 giờ sẽ tương ứng với 3 giờ chiều. Chúng ta sẽ lấy 15 trừ đi 12 bằng 3 giờ. 3 giờ này chính là 3 giờ chiều. Hay chúng ta cũng sẽ có 20 giờ tương ứng là 8 giờ tối. Ta lấy 20 trừ đi 12 bằng 8 giờ. 8 giờ này là 8 giờ tối. Hay ta cũng có thể lấy 8 cộng với 12 bằng 20 giờ. Như vậy vừa rồi, cô Nhớ đã hướng dẫn chúng mình biết được các buổi trong ngày và các giờ tương ứng. Bài hát rất hay và thật thú vị đúng không các em? Tiếp ngay sau đây, cô trò chúng mình sẽ cùng nhau luyện tập thực hành để củng cố kiến thức về thời gian, để giúp các em biết cách xác định và quay vị trí đúng của kim đồng hồ. Chúng ta đến với bài tập số 1. Hãy đọc to yêu cầu của đề bài cho bố mẹ cùng nghe. Bài tập yêu cầu chúng ta làm gì nào? Bài tập yêu cầu chúng ta quay kim trên mặt đồng hồ để đồng hồ chỉ A 2 giờ, 5 giờ, 8 giờ, 11 giờ và 12 giờ, B 13 giờ, 14 giờ, 19 giờ, 20 giờ và 23 giờ. Bây giờ chúng mình hãy lấy bộ đồ dùng học toán của chúng mình ra, rồi lấy cho cô mô hình chiếc đồng hồ. Các em đã lấy được chưa nào? Trước hết, chúng ta đến với câu A. Đầu tiên, cô sẽ quay kim đồng hồ để đồng hồ chỉ 2 giờ. Vì 2 giờ nên kim giờ sẽ chỉ vào số 2 và kim phút chỉ vào số 12. Các em quan sát được chưa nào? Tương tự như thế, bây giờ các em hãy sử dụng mô hình chiếc đồng hồ mà mình đang cầm ở trên tay để quay kim đồng hồ chỉ số giờ mà đề bài đã yêu cầu. Trong quá trình các em thực hiện, nhờ bố mẹ kiểm tra xem các em đã quay kim đồng hồ chính xác chưa nhé. Sau đó hãy so sánh kết quả cùng cô. Nào, chúng ta hãy quay kim trên mặt đồng hồ để đồng hồ chỉ 5 giờ. Chắc hẳn rằng các em đã quay được rồi đúng không nào? Vì 5 giờ nên kim giờ sẽ chỉ vào số mấy? Chắc chắn rồi, kim giờ sẽ chỉ vào số 5 và kim phút chỉ vào số 12. Như vậy ta có được 5 giờ. Tiếp tục quay kim trên mặt đồng hồ để đồng hồ chỉ 8 giờ. Các em đã quay được rồi đúng không? Hãy nói cho bố mẹ nghe em đã quay kim đồng hồ như thế nào để được 8 giờ. Đồng hồ chỉ 8 giờ nên kim giờ chỉ vào số 8, còn kim phút chỉ vào số 12.
Tiếp tục chúng mình quay kim trên mặt đồng hồ để đồng hồ chỉ 11 giờ. Rất dễ phải không các em? Vì 11 giờ nên kim giờ sẽ chỉ vào số 11, còn kim phút ở vị trí số 12. Ta được 11 giờ. Bây giờ hãy quay kim đồng hồ để đồng hồ chỉ 12 giờ. Sau khi quay kim đồng hồ chỉ 12 giờ, các em nhận ra có điều gì đặc biệt ở đây? À, đồng hồ chỉ 12 giờ, vì vậy kim giờ sẽ chỉ vào số 12 và kim phút cũng chỉ vào số 12. Hai kim này chồng lên nhau để chỉ vào đúng một vị trí là số 12, tạo nên 12 giờ. Như vậy là chúng mình vừa quay kim đồng hồ theo số giờ yêu cầu. Bây giờ các em hãy cùng đọc lại số giờ mà mình đã quay được. Đồng hồ chỉ 2 giờ, 5 giờ, 8 giờ, 11 giờ và 12 giờ. Chúng mình tiếp tục đến với câu B. Quay kim trên mặt đồng hồ để đồng hồ chỉ 13 giờ, 14 giờ, 19 giờ, 20 giờ và 23 giờ. Sau khi đặt đề câu B, các em có nhận ra điều đặc biệt ở đây là gì nào? À, số giờ ở câu B là những giờ lớn hơn 12 giờ, nghĩa là những giờ này theo hệ 24 giờ. Các em cần chú ý cách chuyển đổi để quay kim trên mặt đồng hồ một cách chính xác nhé. Đầu tiên, chúng mình hãy quay kim trên mặt đồng hồ để đồng hồ chỉ 13 giờ. 13 giờ là mấy giờ chiều các em? Đúng rồi, ta lấy 13 trừ đi 12 bằng 1. Như vậy, 1 chính là 1 giờ chiều. Ta quay được kim giờ vào số 1. 13 giờ chính là 1 giờ chiều. Tương tự như thế, chúng mình hãy chuyển đổi để quay kim trên mặt đồng hồ chỉ 14 giờ. Hãy nói cho bố mẹ nghe, 14 giờ bằng bao nhiêu giờ chiều nào? Đúng là như thế, 14 giờ chính là 2 giờ chiều. Như vậy, kim giờ sẽ chỉ vào số 2 và kim phút ở vào số 12, ta có được 14 giờ, tức là 2 giờ chiều. Tiếp tục, hãy quay kim trên mặt đồng hồ để đồng hồ chỉ 19 giờ nào. Hãy nói cho bố mẹ nghe, em đã chuyển đổi như thế nào để quay kim đồng với đề bài đã yêu cầu? 19 giờ chính là 7 giờ tối, vì vậy kim giờ chỉ vào số 7, còn kim phút chỉ vào số 12. À, cô tin rằng các em đều quay đúng và nhận được rất nhiều lời khen từ bố mẹ. Tiếp tục, chúng mình hãy quay kim trên mặt đồng hồ để đồng hồ chỉ 20 giờ. 20 giờ là mấy giờ tối các em? Đúng rồi, ta lấy 20 trừ đi 12 bằng 8 giờ. 8 giờ đó chính là 8 giờ tối. Như vậy, 20 giờ bằng 8 giờ tối. Kim giờ sẽ chỉ vào số 8, kim phút ở vào số 12, ta có được 8 giờ tối, tương ứng là 20 giờ. Tiếp tục, hãy quay kim trên mặt đồng hồ để đồng hồ chỉ 23 giờ. Chắc chắn rằng đến đây thì các em đã thực hiện rất tốt rồi đúng không nào? 23 giờ chính là bao nhiêu giờ nào? À, 23 giờ chính là 11 giờ đêm. Như thế, kim giờ sẽ chỉ vào số 11, kim phút chỉ vào số 12, ta có được 11 giờ đêm, tương ứng là 23 giờ. Vậy là chúng mình đã quay kim trên mặt đồng hồ đúng với số giờ rồi. Hãy đọc lại cả số giờ mà mình đã quay được. Đồng hồ chỉ 13 giờ, 14 giờ, 19 giờ, 20 giờ và 23 giờ. Như vậy, cô trò chúng mình vừa khám phá kiến thức về thời gian. Bây giờ cô muốn hỏi các em, một ngày có bao nhiêu giờ? Chắc chắn rằng các em sẽ trả lời ngay. Một ngày bằng 24 giờ. 24 giờ trong một ngày được tính từ 12 giờ đêm hôm trước đến 12 giờ đêm hôm sau. Vậy trong một ngày bắt đầu là buổi gì và kết thúc là buổi gì? Đúng là như thế, trong một ngày có 5 buổi. Bắt đầu là buổi sáng, rồi tới buổi trưa, sau đó là buổi chiều, tiếp đến là buổi tối.
và kết thúc trong ngày là buổi đêm. Tới ngày hôm sau lại tiếp tục buổi sáng, buổi trưa, buổi chiều, buổi tối và buổi đêm. Cứ như vậy tạo thành một vòng tuần hoàn. Và ở đây cô muốn giới thiệu đến chúng mình một số hình ảnh rất đẹp. Đây là buổi tối ở thành phố Hồ Chí Minh. Chắc hẳn các em còn nhớ buổi tối bắt đầu từ giờ nào đến giờ nào? Rất chính xác, buổi tối bắt đầu từ 7 giờ tối đến 9 giờ tối, tương ứng là 19 giờ đến 21 giờ. Đây là hình ảnh bình minh ở Đà Lạt. Các em có biết bình minh diễn ra vào thời điểm mặt trời bắt đầu mọc lên ở phía đông vào khoảng 6 giờ sáng? Đây là hình ảnh hoàng hôn ở Phú Quốc. Ngược lại với bình minh, hoàng hôn diễn ra vào thời điểm mặt trời lặn cho đến khi tối hẳn ở phía Tây, diễn ra vào khoảng 5 giờ chiều đến 6 giờ chiều, tương ứng là 17 giờ đến 18 giờ. Như vậy là bài học ngày hôm nay, chúng mình đã học được những kiến thức gì mới? Hãy nói lại thật to cho bố mẹ con nghe nào! Chúng mình đã nhận biết đơn vị đo thời gian ngày giờ, nhận biết một ngày có 24 giờ, biết các buổi và tên gọi các giờ tương ứng trong một ngày, đồng thời thực hành xem giờ đúng trên đồng hồ, đọc được giờ lớn hơn 12 giờ. Ngoài ra còn giúp các em có ý thức sử dụng thời gian hợp lý cho các hoạt động học tập, sinh hoạt thường ngày. Các em à, thời gian là một yếu tố vô cùng quan trọng trong đời sống của chúng mình. Cuộc sống của chúng mình luôn luôn liên quan tới thời gian. Cô lại ví dụ như đi học hay giờ đi làm. Các em cần phải biết xem giờ để có thể chủ động sắp xếp được công việc của mình. Chúng mình cần phải biết tiết kiệm, quý trọng và quản lý thời gian một cách thật hợp lý. Cô hy vọng rằng với những nội dung cô vừa chia sẻ đã mang lại cho các em nhiều kiến thức thật là bổ ích, sẽ giúp các em biết vận dụng để làm tốt các bài tập có liên quan, đồng thời thực hành xem đồng hồ ở nhà và ứng dụng thời gian vào trong thực tế cuộc sống của mình. Bài giảng của cô đến đây là kết thúc rồi. Cô xin cảm ơn các em đã chăm chú lắng nghe. Cô chúc các em chăm ngoan học tốt. Thân ái chào tạm biệt và hẹn gặp lại các em trong những bài học lần sau.